Rồi chào anh em, chào mừng anh em trở lại với sự thị Hùng Thắng ha. Nay bên Hùng Thắng quay chia sẻ anh em cái đầu nổ hai máy mini nhỏ gọn ha. Đây là gọi là Z482 dòng Kuta. Máy này ốc bô rồi còn đẹp anh em. Đó, Z482. Quay chia sẻ anh em có nhu cầu xài dòng máy nhỏ phù hợp công việc gì đó, gắn bơm nước hay là cái phát điện mini rồi đó, anh em cứ việc liên hệ bên mình ha. Máy thì về cũng đều dòng máy nhỏ này cũng có nhiều anh em, mà thường thường là đẹp ít lắm, đa số là nó gớt nó sơn nhiều, nhưng mà còn cái máy này thì cũng còn liền lạc ha. Đây giờ mình quay cho anh em xem ha, anh em nào có nhu cầu thiện chí thiện cảm thì vô mua cái này về xài. Ốc trục cơ đây, máy thì còn khá là đẹp, cái lọc nhớt zin thôi chưa thay nghe anh em. Dòng cụ đề của Mitsubishi 12V, còn đầy đủ mấy cái mà kéo luôn nha, chặn dây go mình còn phiên bản luôn anh em, mua sao về để vậy, để anh em có nhu cầu xài thì vô mua về xài ha. Máy này cũng bình thường nhưng mà nó còn đẹp, thì mình quay chia sẻ với anh em để anh em vô mua ha. Kuta hai máy này có cái bơm này thì bơm ben thể lực luôn ha, anh em mua về đặt xe ba gác thì nhỏ mini cũng được, chế cháo gì cũng được, hoặc là đi anh em sinh bụng á. Kuta rồi cháo lại với cái máy này ha. Đây là nó có tặng tắt ha, tắt này tắt cơ, nhưng mà nó có thiết kế cái ổ tắt điện đây. Đây là cái ổ ga bấm chì của nhà máy còn nguyên nha, nó lên chỉ được chút xíu thôi. Cái quạt rồi các kiểu còn em ha, ly dynamo sạc trong còn hoạt động bình thường, 12 limo 12 về 12 điện áp ra 12 điện áp vô 12, chân nền rồi còn nguyên nha anh em. Mình quay chia sẻ với anh em quanh vòng rồi hồi mình test máy cho anh em xem để tham khảo ha, chứ cầu xài gọi mình, dòng máy này nó cũng hot kìa anh em. Quay cho anh em từng chi tiết để khỏi có bất cập trong việc mua bán ha. Anh em mua vô xem kỹ, còn anh em nào kỹ tính hơn muốn mà tốt hơn nữa thì các bạn Zalo mình quay trực tiếp cách máy cận cảnh cho anh em xem mấy con bộ lon mặt nạ ha. Mình cơ sở nhỏ lẻ, lựa từ con về bán để kiếm đồng lợi nhuận nên mình lựa kỹ lắm anh em, mấy số xấu rồi mình không mua đâu. Đây bộ lon cái lát ha, dòng Kuta thì nó phải bong chóc phải có anh em, tại vì máy để mưa nắng này. Này cũng không thành đề gì, cái bong chóc nó cũng không thành đề gì nghe anh em, nên sao cái chất máy ở trong bên trong là ok là được rồi. Đây tem thông số nhãn là còn tùm lum chứ nha, Z482. Cái mã số nó nằm bên đây nè, mà nó còn dơ quá, để chừng nào anh em vô mua đi rồi chốt đi rồi mình chụp cái mã số cho. Rồi không để làm mất thời gian anh em đó, mình xin test máy cho động cơ này nổ nha anh em. Động cơ cái lượng nước trong máy ít quá nên mình không test nhiều được anh em, test nhiều nó sẽ gây tác hại cho máy nên mình test ít thôi, còn anh em nào muốn mua vô độ tin cậy chưa cao thì
bên mình truyền nước chưa, test tiếp ha. Như thế mà mình cũng nói với anh em là cái động cơ nào nó ra hơi là ra hơi, còn nó không ra là không ra nha anh em. Nào nó còn chắc là nó không ra, còn nó không còn chắc là anh em vừa nổ máy là nó sẽ ra. Rồi video sáng nay mình quay như thế mình chia sẻ anh em ha. Em này có nhu cầu xài dòng nhỏ thì gọi ha. Rồi chào anh em.